Ok, Dạ. nhưng mà chúng ta chôn theo cách thức này ha. Dạ. Tức là chúng ta nhớ như vậy ha. Ví dụ như ở đây nó là cái dấu của nó ở đây, nhưng chúng ta không có được chôn ở đây. À dạ. À, Dạ. chúng ta chôn trong đó. À chôn chôn xích vào. Đúng rồi, giỏi. Kiểu như lộ giới đúng không ạ? Dạ. À, thầy coi như cái cây trụ đó nó chỉnh cũ là coi như người ta ban á, nó không có bị rút. À rồi Nha, dạ. hiểu Dạ. không? Dạ. Tức là chúng ta canh từ đây mà đi vô đó là độ khoảng là đúng 2,5 m, chúng ta chôn là nó không bị ảnh hưởng. Vâng. Thấy không? Dạ. Thì cái cây kia nó cũng vậy. Dạ. Và ở dưới cái đít kia là ba cây. Vâng. Ở ngay chỗ chính giữa một cây. Dạ. À, Dạ. tức là mình kéo từ bên đó qua được 5 m, bắt đầu chúng ta chôn ngay chỗ cái số 5. Vâng. À, đó là cây chính giữa. Thì hai là cái cây làm sao á, là chúng ta chôn chúng ta chừa nó ló lên là 6 tấc. Dạ. Thì chúng ta đã đặt một cái cây trụ đó nó là 12 tấc, có nghĩa là nó là 1,2 m, Vâng. chôn 6 chừa lại 6. Dạ. À, thì cái tôi lên tôi gỡ tiền hả? Dạ. Nó là nhà trên này em làm giùm. Dạ. À Tại nha. vì mấy anh chị ở bên này cũng nhờ như vậy. Thì À. nếu đợt này làm một cái cột bê tông á À. thì em kêu con kêu bà chủ bà ấy đặt luôn cùng dùng mấy cái lô này luôn. Dạ dạ. Vậy ha, giờ Dạ. chúng ta tranh thủ ra để bị mất mưa. Dạ. Đó. À, có gì nhờ đó, nhờ trên này là em làm Dạ giùm. dạ dạ. À Thì em. hôm nào mà công chứng xong á À. thì mình lên mình làm cái này. Tại vì cái ông mà chuyên đổ cống đổ cột này này là nằm ở ngoài ủy ban á. Là mưa có một buổi ban ngoài Dạ sân dạ đó. dạ. Thì người ta đổ ấy, mình vào đây mình chôn thôi. Dạ. Giống như ngày đó là hẹn ổng rồi đem vô đây mình. À, xin chào anh chị. Hôm nay thì tôi cùng một chú khách hàng đến tham quan lại cái lô đất của chú. Chú có nhờ là chôn cái cột bê tông này, này. Đó, cột bê tông đất này cũng như là mấy anh chị ở mấy cái lô này đấy, nhờ chôn. Thì những anh chị nào đã mua đất ở đây ấy, thì đều có nhu cầu mà chôn cột bê tông. Thì chúng tôi cũng liên hệ với bà chủ đất là tới đây mà công chứng xong á thì đều hỗ trợ là đã đặt cột bê tông, còn tiền thì của ai người ấy trả đấy anh chị ha. Đó, như vậy. Ở đây còn lô số 2 này anh chị, ở đây còn lô số 2 nhá. Lô số 2 này đúng ra là bán rồi nhưng mà do khách người ta chuyển từ lô số 2 xuống lô số 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 11, người ta mua cho nó rộng để sau này làm vườn nên lô số 2 bây giờ vẫn còn anh chị ha. Đấy, lô số 2 nó bắt đầu từ đây này. Đó, từ đây sang đến đây, sang đến đây. Đó, sang đến đây này. Đó, sang đến đây. Ngang 10 sâu 100 luôn, cũng là một xảo. Nhưng mà lô này rẻ nhá, lô này chỉ 620 triệu thôi. 620 triệu anh chị ha. Đó, còn lô số 1 này của anh dưới Dị An anh cũng mua rồi. Anh cũng có đặt cái cọc bê tông giống như cái chú khách lô số 6 vừa nãy ạ. Đấy. Hôm nay tôi chú vào tham quan lại đất rồi chú cũng nhờ chôn luôn giống mấy anh chị lô số 1 với mấy lô khác. Thì như vậy thì cũng đúng vì mình cứ chôn cọc bê tông cho nó chắc. Chôn cọc bê tông cho nó chắc chắn. Đấy. Thì như vậy tôi có chia sẻ thì anh chị mà đã mua đất của chị Hương này rồi ấy, thì tới đây mà có nhu cầu mà đặt cột bê tông ấy thì sẽ đặt một lượt luôn rồi vào chôn thì của ai thì người ấy trả tiền lại cho chị Hương vậy thôi. Đó. Đó. Chú lô số 6 chú cũng dặn dò tôi vậy rồi. Thì cái khu này tôi bán coi như là hết rồi, còn hai lô thôi. Lô số 2 tôi đang đứng đây là 620 triệu đó, còn lô số 8 là cái lô này này. Lô số 8 lột này. Đó. Đây, lô số 8. Sáng nay thì tôi chốt luôn lô số 9 rồi. Thì còn lô số 8, lô số 8 thì 660 triệu. À, ngang 10 hơn 11 m. À, ngang hơn 11 m. Rồi dài xuống là một rồi 100 m, nói chung là nó cũng là một sào luôn anh chị nhá. Tôi dạt đường luôn đi. Thì cái này thì nó cũng khá là gần ấp Phước Tiến, xã Tân Phước thì nó gần thôi, nó không có xa. Đó. Đó, nó không có xa. Đây lô số 6 của chú ơi. Đó, từ đây.
À, đây chứ, bắt đầu từ đây, lô số số 5 từ đây. À, sang đến đây. À, lô số 6. Rồi tới lô số 7 cũng bán luôn rồi. À, rồi lô số 8. Lô số 7 này. Tới lô số 8. Đây, lô số 8 là đây nhá. Đó. Đây này, lô số 9 là đây. Đó, lô số 9 là đây. Đây cọc lô số 9 này từ cái chỗ sơn đỏ này sang cây chuối kia là lô số 9, ở đây là lô số 8 này. Cũng ngang hơn 11 m, sâu vào gần 100 m. Đó, nói chung là nó một sào luôn anh chị ha, 660 triệu. Thì tiện là hôm nay tôi cùng cái chú chủ lô số 6 này này. Đó, chú khách mua lô số 6 này vào tham quan lại cái miếng đất này, rồi chú dặn là cắm cầu bê tông, thì tiện đây tôi quay cho anh chị xem luôn anh chị nhá. Thì anh chị nào còn hai lô ấy, lô số 2 620 triệu, lô số 8 là 660 triệu. Đấy. Thì anh chị nào mà có nhu cầu mà mua thì còn hai lô này thì chị chủ chị cũng bớt cho đấy. Thì anh chị mà thấy hai sản phẩm này phù hợp với mình, túi tiền của mình, với lại cái vị trí này cũng hợp với mình nữa, thì vị trí ấp Phước Tiến, xã Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước. Đó, mà thấy vị trí này với khoản tiền này phù hợp với túi tiền cũng như là vị trí cũng như là mục đích đầu tư của mình, thì liên hệ cho tôi thông qua số điện thoại là 0918645130 anh chị ha. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.